trong kéo dồn, quằn với quân lên đường, đoàn người xe cuối cùng vừa đuổi theo lối sông. Phía cánh quân xa trường, quằn với quân lên đường, hành theo theo trong ruộng, ngoài sân non cuối thôn, phát qua ngậm ngùi bay. Ca sang rồi đi kiên định vài ngày, người đi ngoài vạn lý quang sơn, người đơn chờ trong bóng cô đơn. Tên man khẽ còn tung gió bụi hùm, tên tiêu tương còn thương tiếc nơi ngàn trùng. Người không rời khỏi kiếp gian nan, người biến thành tương đá. Ngoài xa hí vang trời, nhưng trong thua trăm hồi gần ngài trên núi đồi, rồi vòng ra khắp nơi. Phía cánh quân xa vời, chiều trong thua trăm hồi gần ngài trên núi đồi, rồi dày vang khắp nơi, thắm bao niềm chia phôi. Quên đi bao cơn đã bao nguyện thề, nhìn chân trời xanh biết bao la, người mong chờ vẫn nhớ nơi xa. Bao nhiêu năm vòng con đứng đợi trong về, bao nhiêu tên thời gian xóa phai lời thề, người tung hoành về núi xa xăm, người mong chồng con đứng muôn nơi. Xin cảm ơn Đức Tuấn Kyo. Xin cảm ơn Vũ Đoàn. Xin mời tướng quân hãy vào vị trí của mình. Dẫu biết rằng đây là một người không có thuận lợi về hình thể, vì kiếp trước tôi là người Mỹ, kiếp này tôi người Việt Nam, còn ảnh ngược lại, kiếp trước người Việt Nam, kiếp này là người Mỹ. Nhưng mà không biết vậy. Kiếp trước là người Mỹ đúng không? Đúng rồi, chắc chắn rồi. Ban giám khảo chưa hết sao xuyến. Xin mời giám khảo Đức Hy. Trước hết tôi khen ngợi bạn vì cái sự chọn lựa cái bài hát. Đây là một trong những tuyệt phẩm mà tôi rất tự hào là cái âm nhạc Việt Nam chúng ta có một bài hát vĩ đại như vậy. Và riêng cái bài hát này thì nó làm cho tôi bao giờ cũng xúc động mỗi lần nghe. Và hôm nay bạn đã làm rất tốt, xin khen ngợi bạn. Vâng, với sáng tác của Lê Thương Hòn Vọng Phu để trở thành một bài hát kinh điển thật là tuyệt vời. Xin mời giám khảo Mỹ Linh. Kyo Jork cứ qua mỗi một vòng thi thì lại càng ngày càng xuất chúng hơn, càng ngày càng thể hiện được bản thân mình hơn và luôn luôn gây ngạc nhiên. Và hôm nay thì là cái điều ngạc nhiên lớn nhất. Nếu mà Mỹ Linh nhắm mắt lại á, thì nghĩ là cái bài hát này nhất định phải là một người Việt Nam hát vì nó rất hay. Thế nhưng mà mở mắt ra thì cứ buồn cười trong lòng bởi vì là sao có ông Tây mũi lõ để hát tiếng Việt Nam. Thì đương nhiên là không thể nào mà cho Mỹ Linh được khen. Kyo Jork rất là hay, có bài hát Hòn Vọng Phu vừa rồi. Tôi chào pháo tay nồng nhiệt vì sự khen mời từ giám khảo Mỹ Linh. Giám khảo Hoài Linh thì sao ạ? Trước tiên thì Linh nói về cái vấn đề anh Bạch nói là cái vấn đề hình thể. Tức là bạn bận áo dài của nước tôi cũng rất là đẹp, bạn đứng rất là hùng dũng, tướng như vậy thôi còn đòi gì nữa. Nhưng mà tướng lo múa quá cho nên hơi quên lời một chút. Nó là ngựa phi chứ không phải ngựa đi, ra trận mà ngựa đi là đúng rồi. Ngựa phi chứ sao người đi được? Người đi trong cái bản quyền sheet nhạc, cái sheet nhạc là tờ giấy. Nếu tôi không lầm đó là phải là ngựa phi đường xa, đang chơi. Em lúc khi mọi ca sĩ hát khác nhau, có mấy người hát là không đó đó cái đó mà cái Linh muốn nói với bạn đó, tức là ngựa khi ra trận á là phải phi chứ không có đi. Đúng rồi, đúng rồi. Phi là chỉ vậy và Kyle, vì Kyle biết những cái ngựa hay con ngựa hay đi phi rất là phi. Không nó có phi, nó có phi nhiều kiểu, tức là phi nước kiệu này rồi phi nước đại nè, mà ra trận không bao giờ phi nước kiệu được mà phải phi nước đại, bởi phi nước kiệu làm sao dí lại người ta, phải không? Rồi là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là nếu mà bạn thể hiện đức tính thì tôi chỉ có một cái điều mà dễ nhận thấy nơi đức tính thôi, là bạn hát môi trên bạn đưa xuống, đức tính thì phải cong cớn lên một tiếng, vừa phi đường xa đó mới là đức tính. Cô trà pháo tay cho giám khảo Hoài Linh. Tuyệt vời. Và thực sự là Kyle cũng muốn chia sẻ với mọi người một chút xíu. Kyle rất là xúc động hôm nay. Thứ nhất là vì Kyle đang đứng ở đây và đang mặc cái trang phục của Việt Nam. Đúng là kiếp trước Kyle là người Việt Nam, và hôm nay thật sự là Kyle muốn Kyle rất là xúc động, tại vì Kyle đã muốn mời mẹ đến xem Kyle hát nhưng mà không có điều kiện làm điều đó. Và Kyle có một cái mẹ nuôi ở miền Tây, và Kyle mới có tin là cô ấy đang ở cấp cứu, nên Kyle cũng rất là khó để có thể mời được. Đúng rồi, đúng rồi. Vâng, chúng ta hiểu và chia sẻ. Hy vọng mọi người đang xem Kyle và đang tự hào về Kyle. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hãy về chỗ, các thí sinh khác sẽ ăn ủi bạn. Thưa quý vị và các bạn, 4 thí sinh dự thi chính thức vừa xong, nhưng chúng ta vẫn còn lại 2 thí sinh. Tại sao 2 thí sinh này lại tiếp tục nỗ lực, lại tiếp tục hóa thân? Thưa quý vị và các bạn, bởi vì tổng đài bình chọn của chúng tôi vẫn còn tiếp tục tiếp nhận sự bình chọn của quý vị trong chương trình ngày hôm nay.